Nhà vườn Hải Đăng tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là một địa chỉ uy tín cung cấp cây giống Kim Ngân Hoa chất lượng cao. Kim Ngân Hoa, còn gọi là Nhẫn Đông Hoa, là một loại dược liệu quý trong Đông Y với nhiều công dụng như kháng viêm, chống khuẩn, giảm mỡ máu và giải độc gan. Điều kiện trồng và chăm sóc Kim Ngân Hoa. Điều kiện trồng: cây ưa khô, thoát nước tốt, đất cần cao nhưng không cần tốt, cây ưa nắng hoặc một phần bóng râm, có thể leo lên giàn hoặc ban công. Nhân giống: bằng dâm cành vào mùa xuân và thu rất dễ sống. Chăm sóc: cây dễ trồng, không cầu kỳ chăm sóc, chịu được cả khí hậu nóng và lạnh. Tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm tốt nhất cho cây. Thu hoạch và chế biến. Thời gian thu hoạch: tháng 4 và tháng 5 là thời gian hoa nở. Chế biến: dùng kéo cắt cành mang hoa xuống, cắt hoa để riêng, còn cành thì chặt thành khúc 2 đến 3 cm, phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Thời gian giao hàng. Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào địa điểm của khách hàng. Bạn có muốn biết thêm thông tin chi tiết nào khác về việc trồng và chăm sóc Kim Ngân Hoa không? Nhà vườn Hải Đăng, công ty giống cây trồng Hải Đăng.